Lâm Hiên xuyên qua chí quái thế giới, càng cốt không tốt tu tiên vô vọng, chỉ có thể đi thi cậu cái công danh. Lại không biết. Hảo huynh đệ dĩ nhiên đường đường là nữ thái tử Hạ Quốc. Lâm sư đệ, có thể vất vả thay vi huynh động một phòng hay không? Lâm Hiên tê dại. Sau đó hết thảy trở nên không giống nhau. Huyền thiên âm dương độ kích hoạt, thuần phục yêu quái có thể được thưởng, nhân sinh phách lối cất cánh. Long nữ ngốc nghếch. Nguyện thường làm bạn với Ân công, bảo vệ Ân công Chu Toàn. Thánh nữ Thu Vô Hạn. Lâm Hiên nghe sư phụ nói, thanh tâm quả dục mới có thể thành tựu đại đạo. Nữ đế, ta cho ngươi tru sát yêu nghiệt, xử trị thanh lâu, ngươi nuôi yêu nghiệt cho thanh lâu xem tràng tử. Ái Khanh giải thích. Lâm Hiên tay nâng sách thánh hiền, đối mặt với rất nhiều luận tội. Phỉ bán. Tất cả là phỉ bán những nữ yêu kia lẻ loi hiu quạng cho các nàng một gia đình có sai sao? Chương 1 Thay Thái tử động phòng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 2 Long nữ Con rết lấy phong Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 3 Tứ bào thai Ân công không thích lông tịch mặc quần áo. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Tiểu la lị Tỷ tỷ, kẹo que ngươi có ăn hay không? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Cổ trang phối tất chân Cái gì thần kỳ cổ phong? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Tiểu tỷ tỷ Quân tử đồng khẩu không đồng thủ Ta không phải là quân tử, ta là tiểu ma nữ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Long tỷ tỷ khích lệ Để vương chi tâm, cấu tứ chảy ra Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Di Hồng Viện Hoa Khôi, Lâm Hiên ngươi bộ dạng như thế tuấn, tuyệt đối được hoan nghênh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Chấn Kinh Nộp bài thi Ngươi không có lầm chứ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Lâm Hiên gian lận. Kéo xuống chém. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.